Dưỡng chất quý giá có trong chuối xanh giúp giảm 60% nguy cơ mắc 5 loại ung thư. Trong ẩm thực, chuối xanh được sử dụng khá phổ biến, nhưng ít ai biết rằng ăn chuối xanh có thể giúp phòng ngừa nguy cơ mắc 5 loại ung thư khác nhau. Nếu bạn là người thích ăn chuối xanh, xin chúc mừng vì bạn có thể nhận được một số lợi ích sức khỏe không ngờ tới. Một nghiên cứu kéo dài 20 năm cho thấy tinh bột kháng có trong chuối xanh có thể giảm tới 60% nguy cơ mắc một số loại ung thư. Tinh bột kháng là dạng carbon hin không tiêu hóa được trong ruột non và chỉ tiêu hóa lên men trong ruột già. Loại tinh bột này được phân loại là một chất sơ và đã được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cũng như nhiều bệnh không lây nhiễm khác. Ngoài chuối xanh, những thực phẩm như yến mạch, ngũ cốc đều là nguồn cung cấp dồi dào tinh bột kháng. Các nhà nghiên cứu của Đại học Newcastle và Đại học Leeds, Anh đã phát hiện ra rằng tinh bột kháng có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư ở những người mắc hội chứng linh. Hội chứng rối loạn di chuyển làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Nghiên cứu có sự tham gia của gần 1.000 người mắc hội chứng linh. Họ đã tiêu thụ 30 gam tinh bột kháng trong thời gian trung bình 2 năm. Kết quả của nghiên cứu cho thấy loại tinh bột này không tác động tới tình trạng ung thư đại trực tràng, nhưng lại có thể giảm tới 60% nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa trên như ung thư thực quản, dạ dày, đường mật, tuyến tụy và tá tràng. John Mazer, giáo sư dinh dưỡng của Đại học Newcastle, cho biết, chúng tôi phát hiện ra rằng tinh bột kháng giúp giảm hơn 60% một số bệnh ung thư, đặc biệt là các loại ung thư phát triển ở đường tiêu hóa trên. Liều sử dụng trong thử nghiệm tương đương với việc ăn một quả chuối xanh mỗi ngày. Vì sao tinh bột kháng giảm được nguy cơ ung thư? Tinh bột kháng lên men trong ruột già, do đó chúng sẽ là nguồn thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn có tại đây. Giáo sư Mazer giải thích Tinh bột kháng có thể giảm nguy cơ phát triển ung thư do chúng giảm được lượng axit mật trong ruột. Axit mật được cho là có thể phá hủy DN và cuối cùng dẫn tới ung thư. Tuy nhiên, vị giáo sư cũng nhấn mạnh cần phải có những nghiên cứu sâu hơn để xác minh điều này. Giáo sư Tim Bysop của Đại học Leeds cho biết, những phát hiện của nghiên cứu rất thú vị nhưng hiệu quả bảo vệ đường tiêu hóa trên là kết quả ngoài mong đợi của chúng tôi. Do đó, cần có thêm các nghiên cứu khác để nhân rộng những phát hiện này. Chuối rất tốt nhưng ăn theo hai kiểu này thì hại đủ đường, chuyên gia cảnh báo. Chuối là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn chuối theo hai kiểu này có thể gây hại sức khỏe. Hai sai lầm khi ăn chuối. Theo P. Giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chuối là loại quả giàu dinh dưỡng. Trong 100 gram chuối tiêu chín có 74 gram nước, 1,5 gram protein, 0,4 gram axit hữu cơ, 22,4 gram glucid, 0,8 gram user, cung cấp được 100 calo. Lượng glucid trong chuối chín là rất cao, ở dạng glucose 20%, fructose 1,5% và rót sâu 65%, những loại đường tự nhiên quý của quả chín, dễ tiêu hóa, cơ thể hấp thụ nhanh và cung cấp nhiều năng lượng. Tuy nhiên, khi ăn chuối, chúng ta cần tránh hai sai lầm sau đây: ăn quá nhiều. Phó giáo sư Lâm lưu ý, nhiều người nghĩ chuối tốt nên ăn nhiều mà không biết rằng trong 100g chuối chín có khoảng 100 calo. Một quả chuối tiêu cỡ lớn có thể đạt 100 gram. Như vậy, nếu ăn hai quả chuối thì tổng năng lượng đã đạt 200 calo. Nhiều hơn một bát cơm, một bát cơm khoảng 130, 150 calo và phải đi bộ 2 tiếng mới tiêu hao hết calo của hai quả chuối. Do vậy, để tránh thừa năng lượng, chuyên gia khuyên với người lớn chỉ nên ăn một quả và trẻ nhỏ chỉ ăn nửa quả mỗi bữa. Ăn chuối mà không hạn chế thực phẩm có đường khác. Vấn đề thứ hai là trong chuối thường có chứa một lượng đường khá lớn. Khi đã ăn chuối, chuyên gia khuyên cần phải hạn chế các thực phẩm có đường khác. Vào buổi sáng, tôi thường uống cà phê đen không đường và ăn cùng một quả chuối. Do chuối có nhiều đường nên cà phê sẽ không còn bị đắng và không cần thêm đường vào cà phê, Phó giáo sư Lâm nói. Lưu ý với người có các bệnh lý rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, mỡ máu, thừa cân béo phì thì nên ăn ít loại quả này. Hoặc khi đã ăn chuối thì cần giảm các thực phẩm có đường khác. Thời điểm ăn chuối tốt cho sức khỏe. BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong các quả ngọt của nước ta, chuối là loại quả giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nhiều năng lượng nhất. Chuối chín là loại thức ăn được cơ thể tiêu hóa nhanh và cung cấp một nguồn năng lượng đáng kể. Chuối là thực phẩm quý cho những người lao động thể lực nặng, các vận động viên, thể dục thể thao cần nhiều glucose trong máu. Đường glucose trong chuối chín được hấp thu nhanh vào máu, bổ sung kịp thời lượng đường của cơ thể bị tiêu hao, giúp mọi người phục hồi nhanh chóng sức khỏe. Ngoài ra, chuối chín còn cung cấp muối khoáng như canxi, phốt pho, sắt, đặc biệt là kali và các vitamin. Cazoten, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C là những chất cần thiết cho cơ thể. Do đó, chuối là thức ăn thích hợp với mọi người, mọi lứa tuổi. Chuối làm thuốc BSCKII Huỳnh Tấn Vũ cho biết chuối có tên khoa học là Musa Saperne Tam lở tên khác là hương tiêu. Bộ phận thường được dùng làm thuốc là quả chuối tiêu còn xanh hoặc đã chín và củ chuối. Tại Ấn Độ, chuối tiêu xanh phơi sấy ở nhiệt độ dưới 500 độ C, tán bột, ăn hàng ngày có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của màng nhầy lót bên trong dạ dày. Trong y học cổ truyền, quả chuối tiêu chín có vị ngọt, tính rất lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, chỉ khát, nhuận tràng, giải độc. Quả chuối tiêu chín làm dịu, thúc đẩy sự lên da non ở các vết thương trong bệnh viêm ruột kết có loét chống các rối loạn ruột và dạ dày, đặc biệt là chống các bệnh tiêu chảy cấp và mãn tính, bệnh viêm ruột, táo bón, bệnh thiếu vitamin C, Ngọc Minh